Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh tin tức showbiz Việt Nam. Kính chúc quý khán giả có những giây phút trải nghiệm thật tuyệt vời bên chúng tôi. Hoài Linh đăng ảnh đoàn tụ gia đình ở Mỹ. Hoài Linh và em trai Dương Triệu Vũ đoàn tụ cùng các thành viên trong gia đình nhân kỷ niệm 26 năm sang Mỹ định cư. Hôm 26 tháng 11, nghệ sĩ Hoài Linh chia sẻ khoảnh khắc đoàn tụ gia đình tại Orlando, Florida, Mỹ. Danh hài viết như sau: một người qua cả nhà đi đón chị, em, cháu. Vui thật kỷ niệm 26 năm ngày đầu sang Mỹ. Ca sĩ Dương Triệu Vũ cũng đăng lại loạt ảnh trên trang cá nhân cùng dòng trạng thái: hôm nay anh 4, nhìn trẻ hơn em rồi. Ở phần bình luận, ca sĩ Thanh Thảo và nhiều khán giả đều đồng tình nghệ sĩ Hoài Linh mặc trang phục thể thao trẻ hơn ngày thường. Trước đây, khi đi sự kiện hoặc biểu diễn trên sân khấu, Sáu Bảnh thường diện áo bà ba, đi dép nào giản dị. Gia đình Hoài Linh có 6 anh chị em, anh là con thứ 3 và cũng là con trai trưởng trong nhà. Dương Triệu Vũ là em út. Hoài Linh từng chia sẻ gia đình sang Mỹ định cư từ những năm 1995, nhưng do cuộc sống mưu sinh, mỗi người ở một nơi và ít có thời gian gặp nhau. Tuy vậy, họ vẫn hội ngộ vào những dịp kỷ niệm. Hoài Linh và Dương Triệu Vũ hiện sống tại Việt Nam, song cả hai vẫn thường xuyên đi lưu diễn nước ngoài. Dương Triệu Vũ có lần tâm sự Hoài Linh không ủng hộ em trai theo đuổi con đường ca hát, nên gần như không giúp đỡ. Mãi đến sau này, khi thấy tôi nghiêm túc với công việc, được khán giả yêu mến, biết đây chính là nghề, là nghiệp của tôi, thì anh Linh mới thật sự bị thuyết phục và đồng ý với quyết định của tôi. Anh ủng hộ tôi trên tinh thần và đưa ra những lời khuyên, giọng ca em lỡ thôi. À, nói như chia sẻ, khoảng 2 năm trước, Hoài Linh là gương mặt phủ sóng game show, tham gia các chương trình Người Bí Ẩn, Ơn Giời Cậu Đây Rồi. Đến năm 2019, danh hài lui về hậu trường, dành thời gian nghỉ ngơi, làm những điều mình thích. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để xem những video tiếp theo. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.